Cô xin chào các bạn nhé. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đến với một là tháo sen đá nha các bạn. Thì hiện tại là cú đang đặt ở một cái shop, là đây là lần thứ hai rồi và khá là ưng ý về sen ở bên đây luôn. Thì nói chung là khi mà các bạn muốn mua thì các bạn nên tìm hiểu kỹ trước về ở đó, là về cách thức là họ bán như thế nào và size và giá các kiểu. Thì khi các bạn đồng ý thì các bạn sẽ mua ha. Thì người ta sẽ có hai hình thức để giao cho các bạn, một là xe, hai là ship code là tận nhà. Thì với cái hình thức xe thì các bạn sẽ đơn giản hơn, không phải tháo quá nhiều, tuy là họ cũng quấn, nhưng mà về cái hình thức này thì nói thật với các bạn là hôm nay nhà mình như là một cái núi ba cái giấy mà để quấn này rồi đó các bạn. Tại vì họ quấn rất là kỹ, phải thật sự luôn. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy cú đang tháo không? Hồi chiều hôm qua thật sự rất là mệt luôn, nhưng mà tháo xong phải tháo ra chứ các bạn. Chứ để như thế này thêm, đã giao hàng mất 2 ngày rồi, mà nếu như mà để thêm nữa thì nó sẽ bị chết nha. À không có chết, nhưng mà kiểu như nó sẽ bị kiệt sức và nó úng thôi. Cú thì hiện tại là chỉ chơi những cái cây mà loại to, tại vì cái loại nhỏ đợt trước thì mình mua về hầu như là mình không biết cách đó các bạn, lần đầu tiên, cho nên là nó đã chết hết và chọn những cái cây to như thế này nè. Nhưng mà về việc sống hay không thì cú cũng chưa có kết quả luôn, để một tuần xem như thế nào. Thì các bạn có thấy cái sức gối rất là khủng khiếp không mọi người, chỉ có 3 cây thôi, nhưng mà mọi người nhìn một cái thùng kìa, rất là to luôn, rất là bự luôn, phải gọi khủng khiếp. Đợt trước cũng y như vậy, nhưng mà càng như thế này thì các bạn càng thấy là họ gói rất là cẩn thận nha mọi người. Một cái cây các bạn ấy, một cái cây như thế này nè. Cái cây này thì hiện tại là do nó quá cao, cho nên là chủ shop báo với cú ấy là họ sẽ kiểu như là vũ đất đi để nó tránh bị gãy á, quấn ngang ấy. Chứ nếu như quấn cái chậu mà cao lên trời thì cái khả năng mà nó còn cái cùi là rất là cao nha. Cho nên ở đây nè các bạn nhìn thấy không, nó sẽ bị chỉ là héo thôi. Thì cái này khi các bạn về các bạn vào chậu đất khoảng 1-2 ngày thì nó sẽ tươi lại như bình thường ha. Thì hình là cú có để ở cuối cái video ấy và ở trên ảnh cho mọi người xem về hình dung ấy. Nói chung thì nó có rất là nhiều loại và cách chăm sóc thì nói chung là các bạn mua thì chủ vườn họ sẽ hướng dẫn cho các bạn, hoặc là các bạn có thể tự tìm hiểu ở trên YouTube hoặc là Google thì cũng có rất là nhiều. Đối với cú thì đây là lần thứ hai mà mình quay trở lại chơi sen đá nha. Nhưng mà lần đầu thì thất bại thảm hại, nhưng mà lần đầu thì cú chỉ mua những cái cây nhỏ nhỏ chừng 15-20 ngàn thôi, cho nên là cái khả năng của nó sống không có được cao các bạn, thật sự. Hay là do mình không biết chăm sóc cũng như thế nữa, cho nên lần này thì quyết định quay trở lại để mua khoảng một vườn. Tức là chịu chi ra khoảng 2 triệu để mua khoảng 10 cây hoặc là mười mấy cây ấy, to to để chơi ấy các bạn. Thì hiện tại đây là đơn hàng cuối nè. Những đơn hàng kia thì cú đều đã nhận và đã vào chậu hết rồi. Thì để sau khoảng một tuần nếu ổn thì cú sẽ quay cho các bạn xem ha. Thì đây là chậu thứ hai nha các bạn. Rối rất là chắc chắn luôn và rất là nhiều giấy. Hồi nãy giờ tháo ra là cả đống rồi đấy. Một cây như vậy thì cú nghĩ là nó khoảng 5-6 hoặc là 7 cuộn giấy xúc ấy, chứ không phải ít đâu các bạn. Phải gọi là tháo sen mà chưa đến lúc nào mà mệt nghỉ như thế này ấy. Còn về cái cây này ấy thì thật sự là các bạn mua về chăm để, cái thứ nhất là để chúng ta kiểu như là thư giãn thôi, và có cái để đi tới đi lui chăm sóc. Thì các bạn nếu như mà bạn nào thật sự yêu quý cây cảnh ấy thì các bạn sẽ hiểu. Còn đối với những bạn mà không thích chơi cây cảnh thì rất là khó để mà chăm sóc hay là kiểu như kỹ lưỡng một tí xíu. Còn đối với cú ấy thì ngoài việc làm rem ra và giao dịch cho mọi người thì nói chung cũng ít khi nào mà làm việc khác lắm các bạn, cho nên là thời gian rảnh thì cũng rất là nhiều, mua cái này về để giải trí, để bớt tiếp xúc với điện thoại thôi. Đây là cây thứ hai nha. Thật sự thì những cây này ấy, khi mà chủ vườn họ cho mình một cái loạt ảnh thì mình vào mình chọn, và sau đó thì mình hỏi là size tức là cái bề ngang á bao nhiêu cm và giá như thế nào, thì các bạn cảm thấy hợp lý thì các bạn mua thôi. Và đối với những bạn khách mới thì bắt buộc là các bạn phải cọc cho họ khoảng 100 hoặc là 200 tùy theo cái đơn hàng của các bạn có giá trị như thế nào, để họ đề phòng là các bạn bùm hàng ấy. Tại vì đối với những cái đồ vật khác thì nó không có kiểu như đồ quần áo rồi thì nó sẽ không có bị hư hao nhiều. Còn đối với cây ấy, khi mà quàng đi quàng về ấy thì nó sẽ rất là kiệt sức và nó rất là mất sức cây nha. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đến với cây thứ ba nha các bạn. Mấy cây này thì cũng không biết tên đâu, chỉ là mình thấy đẹp và mình mua về thôi. Và hiện tại thì cũng đã mua về. Thì nếu như mà các bạn để nguyên cái chậu như shop họ để nè, còn đất còn đồ thì vẫn ok.
các bạn vẫn bình thường, rất là dễ luôn, rất là dễ dàng luôn. Còn hồi đó mua về thì chỉ có cái cùi thôi, cái cây và cái rễ thôi, cho nên là khả năng nó sống sót ít là phải rồi, với thì mình chưa có kinh nghiệm, mình chưa có học hỏi nhiều. Bây giờ thì cũng biết sơ sơ, nhưng mà còn việc nó sống hay không là phải do duyên nha các bạn. Đây là cây thứ ba nha, thì đợt này mình chỉ mua 3 cây thôi. Để các bạn, rất là đẹp luôn. Về cái cây này ý là quấn kỹ như vậy mà nó còn bị lấp đất lên một vài cái hoa nè, thì một lát là Cú sẽ ra nó ngoài cái chậu khác luôn ha. Thì Cú xin chào mọi người, đây là thành quả 3 cây của mình thôi. Nhưng mà các bạn nhìn một đống giấy nè, rất là khủng khiếp luôn các bạn. Nhưng mà được một cái là hàng là shop giao hàng chuẩn và rất là to nha mọi người. Bề ngang 20cm đấy. Đấy các bạn nhìn thấy đống giấy khủng khiếp không? Thì chú xin